Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Quá khứ ít ai biết của sư Thích Minh Tuệ. Trong nhiều ngày qua, từ một người vô danh tự nhận đang tập học theo lời Phật dạy, tự tu theo cách thức hạnh đầu đà, đầu trần chân đất, đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, được các YouTuber, TikToker, Facebooker thổi lên thành hiện tượng mạng. Từ hiệu ứng đó kéo theo sự quan tâm của đông đảo công chúng, nhiều người quyết định đi theo hành trình này, học theo lối ăn mặc và hành khất của ông. Sư Thích Minh Tuệ từng trải qua một quá khứ đầy thử thách và biến động. Ông phải làm nhiều nghề khác nhau để mưu sinh. Nhờ vào sự quyết tâm và lòng kiên trì, ông đã tự mình học hỏi và tìm thấy ánh sáng Phật Pháp. Sau này, ông quyết định xuất gia, trở thành Sư Thích Minh Tuệ, người đã dành cả cuộc đời để giảng dạy và lan tỏa đạo Phật, giúp đỡ nhiều người vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 17 tháng 5, ông Lê Xuân, 84 tuổi, trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, đã có những chia sẻ về thuở nhỏ và quá trình đi tu của con trai là ông Lê Anh Tú, 43 tuổi, được mọi người gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Theo ông Xuân, từ năm 1994, gia đình ông từ quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào nơi ở hiện tại để lập nghiệp. Hiện gia đình đang ở trong ngôi nhà 2 tầng khang trang. Gia đình ông Xuân có 4 người con, ông Tú là con thứ hai trong gia đình. Trong nhà, ông Tú là người con ngoan, thuộc dạng học khá. Học xong phổ thông, ông Tú đi bộ đội. Sau đó, ông Tú theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai. Ra trường, ông Tú làm đo đạc cho một công ty tư nhân. Từ trước tới giờ, gia đình không thấy ông Tú có bạn gái, tư tưởng không muốn lấy vợ. Đến năm 2015, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Con xin thì tôi cũng nói đi tu là một việc rất là khó khăn. Đã quyết tâm đi tu thì tu cho đạt. Tu không đạt mà phá giới, bỏ về là không được. Ông Xuân kể lại. Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau ông Xuân hỏi lại thì thấy con trai vẫn quyết tâm xuất gia nên vợ chồng ông Xuân đồng ý cho con đi tu. Trước khi đi tu, ông Tú đã tặng cho người cha một chiếc đồng hồ, một điện thoại, một tủ lạnh và tặng thêm cho cha mẹ mỗi người 8 mét vải vàng. Từ khi đi tu, ông Tú không liên lạc gì với gia đình. Vợ chồng tôi mong con đi tu thì mong cho con chân cứng đá mềm, tu luyện thành đạt, đừng tham sân si gì hết. Đến chết cũng đừng lấy đồng nào của ai, ông Xuân gửi gắm. Theo ông Xuân, mấy hôm trước, hai vợ chồng khi xem được video về con mình trên mạng xã hội, thấy con gầy, đen, hai vợ chồng rất thương. Thậm chí, vợ ông Xuân rất khổ tâm khi thấy con ngày chỉ một bữa ăn chay. Tuy nhiên, ông Xuân thì thấy đó là rèn luyện bình thường. Sư Thích Minh Tuệ khẳng định không phải là tu sĩ Phật giáo. Trong lúc dừng chân để nghỉ ngơi tại một bãi đất trống thuộc địa phận xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 17 tháng 5, Sư Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, trả lời mọi người trước việc Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông không phải là tu sĩ Phật giáo và không liên quan đến văn bản trên. Trong lúc nói chuyện, ông Tú cũng đã gửi lời khuyên tới tất cả mọi người hãy sống đức độ và đừng gây nghiệp ác. Ông Tú cũng cho biết ông chưa từng nhận mình là tu sĩ, không tu tập và cũng không thuộc bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip về ông Tú đi bộ qua nhiều tỉnh thành. Giữa lúc ông Tú dừng chân nghỉ ngơi, có hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện. Trong đó có một số người đàn ông mặc trang phục giống người tu hành. Đặc biệt trong lúc nói chuyện, ông Tú luôn xưng con với tất cả mọi người. Ông Tú cho biết, trên bước đường tu hành, những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà. Tu hành này có 13 pháp khổ hạnh. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề về ăn, ở, mặc. Mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Cũng vì lý do đó nên ông Tú chỉ muốn bộ hành trọn đời và không có mục đích, không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy.
con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình, ông Tú nói. Cũng theo ông Tú, vì quyết tâm theo khổ hạnh Đầu Đà, nên quá trình đi bộ ông Tú luôn tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong các thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc. Qua các con sông suối, ông dừng lại tắm rửa. Buổi tối, ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc các nghĩa trang. Đừng ai cho nhiều làm gì, con chỉ nhận vừa đủ một bữa ăn và nước uống vừa đủ dùng thôi. Đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa, ông Tú nói. Trong quá trình ông Tú đi bộ, nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo. Ông Tú cho biết họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Cũng có thể là do nhân duyên Phật Pháp, họ muốn đi thì đi, muốn về thì về. Nhưng nhớ phải xin phép gia đình. Nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Đi là để tu tập, tu hạnh, giữ giới theo lời Phật dạy. Chứ đi theo để nhận tiền, để phát tán tờ rơi hay làm những việc gì khác thì những người đó tự chịu chứ con không liên quan gì tới họ. Còn con không liên quan đến tổ chức gì cả, ông Tú nói. Ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng đi bộ khất thực. Sáng ngày 3 tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân, thông tin từ VTV News. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược lại, hiện đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong quá trình trở về của lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5, một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp đó, ngày 2 tháng 6, có hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Trước sự việc đáng tiếc trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, nhưng cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Để bảo đảm sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng đạo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đã lên tiếng về người đàn ông đang nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng Sư Thích Minh Tuệ hay Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Tuệ chia sẻ, ông tên thật là Lê Anh Tú, quê ông ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây, ông từng có thời gian ngắn vào chùa để tu tập, lấy pháp danh là Thích Minh Tuệ, nhưng chưa có duyên ở lại chùa. Năm 2017, ông Minh Tuệ bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành.
Khi quyết định bỏ nhà, bỏ công việc ổn định để đi bộ hành, bản thân ông đã suy nghĩ rất kỹ. Sau đó, ông đã xin phép gia đình cho mình đi bộ tu tập theo lời Phật dạy. Ông cho biết, thời gian đầu đôi lúc mệt, phải di chuyển bằng xe khách. Từ năm 2020 đến nay, ông bộ hành tuyệt đối chỉ di chuyển bằng đường thủy khi phải đi qua đò, qua sông. Đến nay, ông đã đặt chân tới gần như khắp mọi miền đất nước. Hơn 6 năm qua, ông Minh Tuệ không liên lạc với gia đình bởi bản thân ông tu tập nên không dùng điện thoại. Dẫu vậy, ông cho biết luôn đặt gia đình trong tim, luôn nhớ tới công ơn của cha mẹ qua lời cầu nguyện. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!